Rồi, sáng nay lên top 3 bỏ cho anh em tham khảo nha anh em. Anh em ưng thì alo nha, giá sinh viên. Anh em nào mua cũng được. Đây là con số 1 nha anh em. Đây mình quay sơ sơ cho anh em xem nha, dòng thổ. Con này về chuẩn đẹp luôn. Con này lúc bắt nó gần thì nó mình chụp thì nó rụng lông cánh hai đầu cái lông cánh nha anh em. Con này đẹp lắm anh em ơi. Giá sinh viên cho anh em nha. Anh em ơn này alo, này giọng thổ anh em. Lên lồng rồi, con này gáy rất là nhiều rồi anh em. Mấy chim này đã lên lồng, nó đã gáy chân rồi. Đây, con số 2 anh em. Con nào cũng ok, đẹp. Con số 2. Đồng giá 500k con anh em. Anh em ơn con nào thì alo mình nha. Mấy chim này lên lồng gáy chân rồi. Con này thì giá trị cao nha anh em, mình không có đa lên cho anh em. Thì chim thì con nào mình cũng sẽ bán hết trơn, được giá là mình sẽ bán cho anh em chứ không có để nha. Mình lên mấy con gà ghẻ cho anh em dễ mua. Đây con số 3 nha anh em. Con này nó có kèm rất là khá luôn anh em ơi. Dạng cái dãy hết trơn này. Chung đi phân cũng cứ phân cũng tốt tốt không anh em ơi, mau nổi lắm. Gây điệu cho này. Hôm nay mình lên 3 con anh em. Đây hàng ở đây là con này cũng hàng giá trị nữa nè anh em. Nói chung mà chim bán thì tiền nào của nấy anh em, được cái so bì nha. Hàng này thì cho anh em sinh viên nha. Vâng thì alo. Chim này bao đẹp luôn. Con này thì mình mỗi này thì mình bắt ngày 6 tháng 6 nha anh em. Con này có con này bổi này có thể là mắc hơn con mồi luôn đó nha anh em, chứ không phải đơn giản đâu. Anh em thấy vậy đó, bổi thôi. Nó mắc có thể mắc hơn con mồi nha. Đây quay lại con số 2 cho anh em xem nha. Bao dạng luôn anh em thấy không? Đẹp cực kỳ. Số 1 này nè, anh em là ưng con nào thì alo mình con đó nha. Con này lông cánh nó đừng có rụng, là con này còn đẹp dữ nữa anh em ơi. Số 1. Rồi, anh em ưng thì alo, lên top 3 bỏ nha anh em. Đây, mã số 1. Số 2. Còn đây là số 3 nè anh em. Con này làm gì nó nằm đây hoài đó. Con này nước kèm nó rất là khá nha anh em, mà tiếc cái dính nhanh quá, mình gác dính nhanh quá mình không biết nó ruồng sao thôi. Giờ giá sinh viên cho anh em. Rồi mã số 3. Anh em là ơn alo.